Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái video về ghép canh cà phê, ghép canh tạo tán đấy. Đây là hai cái chôi ghép, hay hai cái đây là cây cà mình ghép năm ngoái này. Sau một năm phát triển đến nay cho quả rồi, nhưng mà cái dây gốc này, cái cành của nó đã bị chết đi nhiều, nên là mình sẽ tiến hành ghép tạo lại cái bộ tán cho hai cái chơi cà phê này. Đây cái gốc cũ này mình đã ghép vào, sau một năm thì nó cao được thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành tạo lại cái bộ tán cho nó. Để tạo bộ tán thì mình sẽ ghép cành vào những cái chồi như thế này. Mình sẽ cắt chồi này để ghép cành vào, để sau này nó sẽ tạo thành cái bộ tán mới ở phía dưới. Tại vì phía dưới gốc của hai chồi cà này là bị chết cành, mình sẽ tạo cái bộ tán mới cho nó. Đấy, cái đoạn phía dưới từ đấy lên, từ dưới lên đến một đoạn khá xa không có cành, thì mình sẽ tiến hành ghép tạo cái bộ tán. Đối với cây này thì mình để cao hơn. Đấy, mình ghép rất là nhiều chồi, nhưng mà chỉ có một chồi là sau này sẽ mọc thành thân mới, là chỉ có chồi này thôi. Còn tất cả các chồi này là chồi cành hết. Sau này sẽ mọc cành ra, nó sẽ tạo thành cái bộ tán mới cho cái cây cà phê này. Đấy. Mục đích mình để cao cái gốc cũ như vậy là muốn tạo thành cái bộ tán mới trực tiếp, nó có độ cao sẵn, và chỉ có một cái chồi thân này lên một đoạn nữa. Thế này mình sẽ ngắt ngọn này. Trước khi ghép vào thì mình sẽ cắt bỏ cái phần ngọn của cái chồi này để ghép cái cành vào đây, tạo cái bộ tán cho nó. Mình sẽ dùng những cái cành này nha các bạn. Đấy, cành cắt từ rồi thân ra. Cái này nó sẽ phát thành cái cành như thế này, khỏe mạnh như thế này. Đây là phương pháp ghép cải tạo mới nha các bạn. Tôi ghép cành tạo tán. Mình muốn nó mọc cành ở đây thì mình phải ghép cành vào đây thôi. Đặc điểm của cái phương pháp ghép này là cành phát ra rất là khỏe, vươn xa và nhiều cành thứ cấp. Đối với những cây cà phê già cỗi hoặc là cà phê thuộc dạng hình ô ru thì các bạn hoàn toàn có thể nối chồi và ghép
cải tạo tán bằng phương pháp ghép này nhé. Với cây này thì phía trên nó có cái tán lá để che nắng rồi nên mình sẽ để trần cái này, không cần phải che nắng. Đấy, nó sẽ mọc cành ra đây và phát ra hai bên, bên kia một cành, bên này một cành. Cách chọn cành ghép thì như ở video trước mình đã nói là không chọn cành già quá mà cũng không chọn cành non quá. Chọn cành già hơn cái chồi gốc này một tí cũng được. Mục đích là để nó mau mọc chồi, nếu mà non quá thì nó sẽ lâu mọc lắm. Còn cái mục đích của cái chồi cái gốc cần ghép này non thì nó sẽ mau liền vết thương, già quá thì nó lâu liền lắm các bạn ạ.
Không được không được hả? Xong rồi, thế là mình đã ghép xong cành vào chồi. Đây, đoạn này không có cành nên là mình sẽ đã ghép vào. Sau này nó sẽ bung cành ra từ cái đoạn mà không có cành đây. Đấy. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Các bạn thấy hay hữu ích thì hãy cho mình một like nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.